ghế ngồi ra được luôn. Các bạn thấy mông rất là cong. Ngồi tư thế này rất là hoài tình. Mày đi cẩn thận nha. Con này chuyển hướng nhanh nhở. Chuyển hướng, quay hướng rất nhanh luôn. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Để Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 19 và chúng tôi hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái chiếc xe vận chuyển chuyên dụng ở trong nông trại. Các bạn có thể sử dụng chiếc xe máy xe này vào rất là nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như các bà các cô đi chợ, hoặc là các bà các cô đi bán xôi, bán đồ ăn sáng, hoặc là bán bánh mì, hoặc là chở rau, chở dưa, hoặc là gì đó. Nói chung là rất là nhiều công dụng, các bạn có thể sử dụng vào những mục đích khác nhau. Và đây là chiếc xe rùa Atec SL275. Các bạn có thể thấy đây, chiếc xe rất là đẹp qua video chúng tôi đang quay. Đây là chiếc xe hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, nhưng mà các bạn có thể thấy tình trạng của nó còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì ở Nhật được sử dụng rất là rộng rãi ở trong các cái nông trại để chở những cái vật tư, nguyên vật liệu qua nông trại, rồi là chở những cái hoa màu, rồi là những cái nông sản cái thu hoạch được. Cái công việc vận chuyển ở trong nông trại nó là một cái công việc cần rất là nhiều mồ hôi, công sức và tốn rất khá là nhiều tiền bạc, thì các bạn có thể sử dụng những chiếc xe như này để nâng cao hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn được cái chiếc xe này nó như thế nào. Về cái kết cấu của nó khá đơn giản, các bạn có thể thấy được bộ lốp của nó, bộ khung gầm, ở dưới thì nó có phần động cơ. Phần động cơ cơ hộp số này thì nó có dẫn động chuyển, nó có phần điều khiển ở trên trên này, rất là đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết nhé. Về kết cấu của nó thì chiếc xe này thông số của nó ghi là chở tối đa được 3 tạ. Về cấp số của nó thì nó sẽ có các cái số chạy, số 1, số 2, số lùi và số mo. Về cái di chuyển của nó thì các bạn có thể thấy được ở trên cần di chuyển chỉ có côn này, le gió này, ông tắc và bóp tay điều hướng. Tức là khi các bạn chuyển hướng thì các bạn không cần phải đẩy, các bạn chỉ cần bóp như thế này thôi thì nó sẽ lập tức chuyển hướng cho các bạn luôn. Về động cơ thì sử dụng động cơ Kawasaki FM120. Ở cái việc sử dụng động cơ Kawasaki rời như thế này rất là dễ thay thế khi hỏng hóc sửa chữa. Riêng cái phần cơ hộp số ở chiếc máy này thì tôi khẳng định với các bạn luôn là cực kỳ bền. Đối với những cái dòng máy Nhật thì cực kỳ bền luôn. Chiếc động cơ này thì sử dụng động cơ FM120, công suất của nó là 4.0. Khả năng là sử dụng tua chậm rất là cao, bởi vì khi sử dụng động cơ tua chậm như thế thì máy nó sẽ vận hành một cách êm ái hơn và cực kỳ khỏe khi các bạn chở tải trọng nặng. Ở phần cơ cấu động cơ thì có gắn với khung bởi những cái giảm rung, chấm giảm rung cao su rất là đơn giản. Nói chung là máy này nó thiết kế cực kỳ đơn giản để các bạn sử dụng rất là dễ và có thể thay thế sửa chữa hỏng hóc. Cũng rất là đơn giản luôn. Cái bộ bánh lốp này thì cùng chung với bộ bánh lốp của những cái máy gặt mini thì cũng khá là dễ thay. Tiết diện của nó khá là rộng nha, 20 phân. Cái lốp trước thì nó nhỏ hơn, lốp trước thì chỉ tầm 10 phân thôi. Rất là dễ cho các bạn có thể sử dụng một cách rất là đơn giản. Về phần thùng thì các bạn có thể thấy được khung các thứ còn rất là mới, còn đẹp. Hộp số đây, hai bên tai dẫn hướng đây, các bạn có thể thấy được hai cái bên dẫn hướng, lốp lap khá là ok, trục lốp vành còn nguyên nhá. Quay sang về phần bên động cơ đây để các bạn xem lại một lần nữa. Đây, sử dụng động cơ đúng rồi, đúng như chúng tôi đã dự đoán là động cơ Kawasaki tua chậm FM120. Đây là phần tăng ga lên để các bạn sử dụng. Nếu các bạn muốn tải khỏe hơn thì các bạn có thể lên những cái động cơ Kawasaki FE160, hoặc là các bạn lên những động cơ 170 hoặc FE210 thì công suất nó sẽ cao hơn, thì các bạn sẽ tải được khỏe hơn. Nhưng với cái động cơ 4.0 thì 3 tạ như thế này họ thiết kế cũng khá là phù hợp rồi. Chiếc máy này thì rất tiết kiệm nhiên liệu nha, các bạn di chuyển 1 tiếng đồng hồ mắc tải chạy hết ga thì đâu đó sẽ rơi tầm 0,8 lít xăng thôi, rất là tiết kiệm, không hề tốn xăng một tí nào cả. Đây, về những cái phần dẫn động thì các bạn có thể xem đây, máy còn rất là đẹp. Đây, phần bô các bạn có thể thấy chưa gì. Máy chạy rất êm nhá, cực kỳ êm luôn. Garanti thì thầm. Thiết kế rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản.
Và cái tính ứng dụng của nó rất là được thiết thực trong cái cuộc sống. Các bạn có thể sử dụng máy này vào rất là nhiều mục đích khác nhau để cho cái hiệu quả công việc của các bạn được cao hơn. Rồi, sau đây chúng tôi sẽ quay lại cái phần thao tác vận hành thử máy, rồi đi máy, di chuyển máy để cho các bạn có thể thấy được cụ thể nó như thế nào nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến phần thử máy. Đi. Êm nhở, độ ở ghế ngồi ra được luôn. Các bạn thấy mông rất là cong, ngồi tư thế này rất là gợi tình. Mày đi cẩn thận vào ô tô đâm chết à. Con này chuyển hướng nhanh nhở, chuyển hướng quay hướng rất nhanh luôn. Fail. Quá khỏe. Êm nhờ máy êm đấy, máy như kiểu chào tiếng gì. Êm nhở, máy êm quá. Máy thật sự êm, rất êm.